Kính thưa quý anh chị em đang nghe chương trình Thánh Kinh Giải Đáp của Sống Đạo. Thưa quý anh chị, chúng ta cũng như thường lệ mỗi tháng chúng ta mời một vị mục sư giải đáp thắc mắc cho chúng ta trong bài học của tháng đó. Và chúng tôi có mời được 4 vị mục sư. Hôm nay là vị mục sư thứ 3, mục sư Lê Kim Duyệt. Nếu anh chị em nào ngày xưa giống như Kiều Giang, mỗi tối thứ 7 thường hay đến nhà thờ Trần Cao Vân để nghe chương trình truyền giảng rất được ơn. Chúng ta quý mến vị mục sư quản nhiệm là mục sư Hồ Hiếu Hạ và các mục sư truyền đạo trẻ, mục sư Lê Phước Thiện, trong đó cũng có mục sư Lê Kim Duyệt. Qua mấy mươi năm sư từ Việt Nam rồi qua nhiều quốc gia, đến bây giờ thì mục sư đã đến quản nhiệm hội thánh gần kế bên thành phố của Sống Đạo, gần Vancouver. Dạ thưa mục sư, kính chào mục sư và cảm ơn mục sư đã nhận lời mời. Dạ, xin mục sư giới thiệu là cái chút xíu lịch sử của mục sư từ Trần Cao Vân tới bây giờ thì mục sư đã đi qua mấy nơi rồi mục sư? Dạ, tôi cũng nói sơ qua thì chúng ta biết một chút, tức là tôi thì hầu vị Chúa từ năm 1974 và Trần Cao Vân là năm 78 đến năm 81. Nói chung thì đi từ Trần Cao Vân xuống Tôn Thất Thuyết, rồi đi lên Tân Bình, rồi về Chánh Hưng, rồi sau đó thì mới đi qua bên Âu Châu. Thì ở Việt Nam hầu vị Chúa 16 năm, qua Âu Châu thì ở bên Mỹ mà làm việc thì bên Đức, cho nên làm việc bên Đức 6 năm, và sau đó thì mới qua Canada. Còn qua Canada thì ở vùng phía miền Đông làm việc đó 19 năm, rồi mới về miền Tây, bây giờ đang là quản nhiệm hội thánh Sơ Ri đã được 2 năm, đại khái là vậy. Dạ, cảm ơn Chúa đã cho cơ hội mục sư đã dọn đến rất là gần với Sống Đạo, phòng thâu Sống Đạo. Hôm nay trong chương trình 4 vị mục sư thì chúng tôi cũng cố gắng mời mỗi quốc gia có một vị mục sư đại diện. Dạ, cảm ơn mục sư rất nhiều. Chương trình Thánh Kinh Giải Đáp thì chúng ta qua tới bài 9 mục sư. Hôm nay thì trong phần Thánh Kinh Giải Đáp chúng ta sẽ học qua bài 9 và bài 10. Sách Thế Ký đoạn 7 và 8 nói về của lễ thiêu và lòng biết ơn. Thì thưa mục sư, câu hỏi thứ nhất đặt ra là sau khi được cứu khỏi cơn nước lụt, việc đầu tiên Noe làm là lập một bàn thờ để dâng của lễ thiêu cho Đức Chúa Trời. Thưa mục sư, của lễ thiêu thường nghe Cựu Ước viết rất nhiều, của lễ thiêu là gì và có từ bao giờ, mang ý nghĩa gì thưa mục sư? Cái câu hỏi này có 3 điều chúng ta cần biết. Cái thứ nhất là của lễ thiêu có từ bao giờ, lễ thiêu là gì và mang ý nghĩa gì. Thế mình hỏi rằng của lễ thiêu có từ bao giờ thì chúng ta biết, Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng con sinh của lễ thiêu là biểu tượng cho Chúa Giêsu. Và trong Báp-tít giới thiệu Chúa Giêsu trong Giăng đoạn 1 câu 29 thì chiên con của Đức Chúa Trời là đóng cấp tội lỗi thế gian đi. Và chúng ta hỏi như vậy thì Chúa Giêsu hy sinh cho nhân loại khi nào? Ở trong phi nhất đoạn 1 câu 19 và 20 thì chép rằng dường như huyết của chiên con không lỗi không viết đã định sẵn trước buổi sáng thế và hiện ra trong cuối thời kỳ vì cớ anh em. Thế quyền đoạn 13 câu 8 chép rằng trong sách sự sống của chiên con đã bị giết từ buổi sáng thế. Có nghĩa là chiên con làm của lễ thiêu là một kế hoạch trong chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời từ ban đầu. Mà cái người đầu tiên dâng lễ thiêu được Kinh Thánh ghi lại là A-bên. Sáng thế đoạn 4 câu 4 chép rằng A-bên cũng dâng chiên đầu lòng trong bầy mình cùng mở nó. Đức Giê-hô-va đoái xem A-bên và nhận lễ vật của người. Mà trong Tân Ước thế với đoạn 11 câu 4 thì chép rằng bởi đức tin A-bên đã dâng cho Đức Chúa Trời một cái lễ tốt hơn của Ca-in và được xin công bình. Vì Đức Chúa Trời làm chứng về người rằng Ngài nhậm lễ vật ấy. Ở đây nói rằng bởi đức tin và được xin công bình có nghĩa là tin vào đấng cứu thế. Cho nên người ta tin rằng Đức Chúa Trời đã dạy cho Adam và Eva về của lễ thiêu. Adam Eva dạy lại cho A-bên. Và ở tại đây thì Noe cũng dâng của lễ thiêu. Rồi cho đến thời của Môi-se đó, thì của lễ thiêu mới được đưa vào luật pháp. Thành ra là con thiêu có từ bao giờ mà hiểu như thế. Còn cái gọi là của lễ thiêu là gì? Là cái hình thức là một con chiên không tỳ vết hoàn hảo được thiêu toàn bộ dâng lên cho Đức Chúa Trời.
Và trong nguyên văn, ý nghĩa của chữ lễ thiêu có nghĩa là bay lên. Lễ thiêu thành khoái bay lên. Lê Vi Ký đoạn 1 có 13 phần B chép rằng ấy là của lễ thiêu, tức là một của lễ dùng lửa dâng lên có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va. Mùi thơm ý nghĩa tức là vừa lòng Đức Chúa Trời. Cho nên Chúa dạy người ta thờ phượng qua nghi thức là thiêu. Nhưng mà cái giá trị là thể hiện là tấm lòng của người dân hay của người thờ phượng. Ý nghĩa của sự thờ phượng là qua cái điều tốt nhất, tận hiến và đầu phục trọn vẹn. Ngay cả trong thời Cựu Ước thì người ta cũng nhận biết ý nghĩa con người dân nó quan trọng hơn là của lễ. Ở Thi Thiên 51 câu 16-17 thì vua David đã rằng vì Chúa không ưa thích của lễ bằng vậy tôi chắc là dân. Của lễ thiêu cũng không đẹp lòng Chúa. Của lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời ấy là tâm thần đau thương. Đức Chúa Trời ơi tâm lòng đau thương thống hối, Chúa không hình dễ đâu. Còn trong Sa-muên thứ nhất đoạn 15 câu 22 chép rằng Sa-muên nói Đức Giê-hô-va há đẹp lòng của lễ thiêu và của lễ thụ ân bằng sự vâng theo lời phán của Ngài ư, và sự vâng lời tốt hơn của tế lễ, sự nghe theo tốt hơn của chiên đực. Là mình nói trong cái thời Cựu Ước như thế. Còn qua cái thời Tân Ước á, thì nghi thức của lễ thiêu và các nghi thức khác không còn cần nữa. Cô-lô-se đoạn 2 câu 17 chép rằng ấy điều chỉ là bóng của các việc sẽ tới, còn hình thì ở trong đất nước. Hê-bơ-rơ đoạn 9 câu 9 câu 10 chép rằng ấy là một hình bóng chỉ về đời bây giờ để tỏ rằng các lễ vật và hy sinh dân đó không có thể làm cho kẻ thờ phượng được vẹn lành về lương tâm. Đó chẳng qua là mạng định của xác thịt. Cũng như các kỳ ăn uống rửa sạch chỉ lọc đến kỳ hoán cải vậy. Nghĩa là khi mà Chúa Giê-xu đã đến trần gian rồi thì không còn dùng biểu tượng nữa, thì Chúa Giê-xu chính là con sinh thật rồi. Hê-bơ-rơ đoạn 10 câu 4 đến câu 7 và câu 10 chép rằng vì huyết của bò đực và dê đực không thể cất tội lỗi đi được, bởi vậy cho nên Đấng Christ đi vào thế gian phán rằng Chúa chẳng muốn hy sinh cũng chẳng muốn lễ vật, nhưng Chúa đã sắm sửa một thân thể cho tôi. Chúa chẳng nhận của lễ thiêu cũng chẳng nhận của lễ chuộc tội. Tôi bèn nói hỡi Chúa Trời, này tôi đến, trong sách có chép về tôi đến để làm theo ý muốn Chúa. Ấy là theo ý muốn đó mà chúng ta được nên thánh nhờ sự dâng thân thể của Chúa Jesus Christ một lần của cả. Nghĩa là Chúa Jesus là con chiên Phật đã đến trần gian, không còn dùng biểu tượng nữa mà Ngài dâng chính mình Ngài một lần của cả để mà cứu chuộc nhân loại. Rồi của lễ thiêu được Phao-lô ứng dụng ở trong Tân Ước cho con cái của Chúa. Roma đoạn 12 câu 1 chép rằng vậy hỡi anh em, tôi lấy được thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Đây Phao-lô đang dâng chính mình chứ không phải là con chiên, làm của lễ sống và thánh nghĩa là không phải là của lễ chết, có nghĩa là một sự cầu phục, một sự vâng lời của ý chí, đó là sự thờ phượng gọi là phải lẽ. Dạ cảm ơn mục sư. Tạ ơn Chúa. Vậy thì chúng ta có thể nghĩ đến lễ thiêu, thứ nhất là con sinh tế là Chúa Giê-xu chết để đền tội cho chúng ta. Mà trong thời Tân Ước thì cũng có một cái ý nghĩa nữa rất hay là chính chúng ta là của lễ thiêu, dâng lên Chúa, đẹp lòng Chúa, phải không mục sư? Rất là hay, cảm ơn Chúa. Dạ thưa mục sư, trong cái mùa này là mùa tạ ơn của Canada, còn ít ngày nữa thôi chúng ta sẽ dự lễ tạ ơn Canada tháng 10 và tháng 11 thì là lễ tạ ơn bên Mỹ. Như vậy thì chúng ta thấy cái hình thức của Noe khi vừa qua cơn nước lục, việc đầu tiên của Noe lập bàn thờ để dâng của lễ thiêu, của lễ tạ ơn Chúa. Như vậy thì điều trước tiên con người cần làm là tạ ơn Thượng Đế. Thưa mục sư, vì sao lòng biết ơn và nhất là biết ơn trời lại rất cần thiết và quan trọng? Ai trong chúng ta cũng hiểu rằng biết ơn là điều phải lẽ. Chúng ta được dạy từ nhỏ và cũng dạy cho con nhỏ của mình cảm ơn khi nhận một điều gì. Khoa học cho biết rằng biết ơn là một cảm xúc lành mạnh nhất. Khi biết ơn thì cơ thể nó tiết ra một chất kháng sinh làm cho thân thể khỏe mạnh. Biết ơn Chúa là điều vô cùng cần thiết và quan trọng. Có ba điều tạ ơn trọng đại mà chúng ta cần nghĩ đến là cần biết ơn Chúa. Thứ nhất là biết ơn tạo hóa sẽ đưa chúng ta đến cái việc mình tin nhận Chúa. Roma đoạn 1 câu 21 chép rằng vì họ dẫu biết Đức Chúa Trời mà không làm sáng danh Ngài là Đức Chúa Trời và không tạ ơn Ngài nữa
song cứ lầm lạc trong lý tưởng hư không, lòng ngu dốt và đầy sự tối tăm. Nói khác hơn là lý do người ta không tin Chúa bởi vì không biết ơn đấng tạo hóa. Nói ngược lại, nếu biết ơn Chúa thì sẽ tin Chúa. Nhưng người Việt Nam của chúng ta nói rằng ăn của trời, uống của trời, thở khí trời, lâm kiểu trời, sống giờ trời, chết kiểu trời, vân vân. Khi mà ý thức như vậy thì chắc chắn là chúng ta sẽ tin vào Chúa. Và cái ơn thứ nhì mà chúng ta cần biết để biết ơn Chúa, ơn lớn đó, tức là ơn cứu rỗi của Chúa trời. Con người phạm tội thì số phận là đau khổ và ăn trong đời này. Ê-sai 48 có 22 chép rằng những người ác chẳng hưởng sự bình an bao giờ. Đức Giê-hô-va phán vậy. Roma đoạn 3 câu 16-17 chép rằng trên đường lối chúng nó rạc những sự tàn hại và khổ nạn. Chúng nó chẳng hề biết con đường bình an. Đời này thì đau khổ và đời sau thì bình khổ đời đời trong địa ngục. Khải quyền 21 câu 8 chép rằng phần của chúng nó ở trong hồ có lửa và diêm cháy bực bừng. Đó là sự chết thứ hai. Số phận con người đau khổ như thế, nhưng Chúa đã bỏ mạng sống cứu con người. Roma đoạn 5 câu 8 chép rằng như Chúa trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta. Khi chúng ta còn là người có tội thì đấng Christ vì chúng ta chịu chết. Ê-phê-sô đoạn 1 câu 7 chép rằng ấy là trong đấng Christ chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội theo sự dư dật của ân điển Ngài. Cho nên sự cứu rỗi của Chúa đem chúng ta từ tội nhân trở thành thánh nhân, từ con cái ma quỷ trở nên con cái Chúa trời, từ địa ngục lên thiên đàng. Có một ơn vô cùng lớn lao mà Chúa Giê-xu phán ở trong Ma-thi-ơ đoạn 16 câu 26, đó rằng người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình thì có ích gì? Vậy thì người sẽ lấy chi mà rủi linh hồn mình lại? Nói khác hơn là ơn cứu rỗi là ơn lớn lao vô cùng, không lấy gì có thể so sánh được. Cái ơn thứ ba là chúng ta cần biết ơn Chúa và quan trọng là ơn chăm sóc. Chúa muốn đọc một vài câu kinh thánh để chúng ta biết được ơn chăm sóc của Chúa là thế nào. Ê-sai 46 câu 3 câu 4 cho rằng hãy nghe ta. Ta đã gánh vác các ngươi từ lúc mới sanh, bồng ẩm các ngươi từ trong lòng mẹ, cho đến chừng các ngươi già cả đầu râu tóc bạc, ta cũng sẽ bồng ẩm các ngươi. Ta đã làm ra thì sẽ còn gánh vác các ngươi nữa, ta sẽ bồng ẩm và giải cứu các ngươi. Phụ điều lời ký đoạn 32 câu 10 cho rằng Ngài bao phủ người, săn sóc người, gìn giữ người như con ngươi của mắt mình. Ma-thi-ơ đoạn 10 câu 10 chép rằng tóc trên đầu các ngươi cũng đã đếm hết rồi. Cho nên chúng ta biết rằng biết ơn Chúa, ơn về tạo hóa, ơn về cứu rỗi, ơn về sự chăm sóc của Chúa là một điều vô cùng quan trọng. Kinh Thánh cũng cho biết rằng biết ơn Chúa quan trọng vì nó là một của lễ đẹp lòng Chúa. Thi Thiên 69 câu 30-31 chép rằng tôi sẽ dùng bài hát mà người khen danh Đức Chúa Trời và lấy sự cảm tạ mà tôn cao Ngài, điều ấy sẽ đẹp lòng Đức Giê-hô-va hơn là con bò đực hoặc con bò đực có sừng và móng rẽ ra. Thi Thiên thứ 50 câu 14-15 chép rằng hãy dâng sự cảm tạ làm của lễ cho Đức Chúa Trời và trả sự hướng nguyện ngươi cho đấng chí cao. Trong ngày gian luôn hãy kêu cầu cùng ta, ta sẽ giải cứu ngươi và ngươi sẽ ngợi khen ta. Cho nên đó là cái điều mà quan trọng trong vấn đề và là biết ơn Chúa. Biết ơn Chúa còn quan trọng nữa, tức là đem đến những phước hạnh lớn cho chúng ta. Thực sự ra khi chúng ta biết ơn Chúa hay là không biết ơn Chúa đó thì cũng không làm cho Chúa tăng thêm hay giảm chút nào. Là bởi vì Đức Chúa Trời đời đời và không bao giờ thay đổi. Nhưng mà biết ơn Chúa là ích lợi cho chúng ta, là vì chúng ta. Cái thứ nhất là giữ tin tại ơn Chúa. Thi Thiên đoạn 5 câu 12 phần B chép rằng lấy ơn vây phủ người khác là bằng cái khiên. Kinh Thánh mô tả ơn của Chúa giống như là khiên thuẫn. Và Kinh Thánh cho biết ông Gióp đã sử dụng cái khiên này, thuẫn này để mà giữ vững đức tin của ông. Khi mà Gióp bị bắt bớ cùng cực đau khổ thì bà Gióp á, thì phải nói rằng xúi dạy ông Gióp là bảo rằng ông ấy rủa xả Chúa rồi chết cho rồi. Khổ thế này mà còn thờ phượng Chúa gì nữa. Thì ông Gióp đáp lại ở trong Gióp đoạn 2 câu 10. Kinh Thánh chép rằng người đáp lại rằng ngươi nói như một người đàn bà ngu muội, của sao sự phước mà tay Đức Chúa Trời ban cho chúng ta là lãnh lấy, còn sự tai họa mà tay Ngài giáng trên chúng ta lại chẳng lãnh lấy, trong cái sao trong mọi sự đó Gióp không phạm tội với môi miệng mình. Cho nên biết ơn Chúa sẽ giữ đức tin chúng ta trong Chúa. Rồi cái điều thứ nhì, biết ơn Chúa sẽ nhận lãnh quyền năng của Chúa. Trong sự ký thứ gì đoạn 20 câu 22 chép rằng đương lúc chúng khởi ca hát và ngợi khen thì Đức Giê-hô-va đặt phục binh xông vào dân Amun, dân Mô-áp và những kẻ ở núi Se-i-r đã đến hãm đánh Giu-đa và các dân ấy bị bại. Sự ký gì đoạn 5 câu 13-14 chép rằng sẽ khi kẻ thổi kèn và kẻ ca hát đồng tinh hòa nhau như một người mà ngợi khen cảm tạ Đức Giê-hô-va
và khi họ trỗi tiếng kèn chập choá nhạc khí lên khen ngợi Đức Giê-hô-va rằng Ngài từ thiện lòng thương xót Ngài có đời đời, thì đền của Đức Giê-hô-va bị mây lấp đầy đến nỗi những thầy tế lễ vì mây không thể đứng đó hầu việc được vì sự vinh hiển của Đức Giê-hô-va lấp đầy đền của Đức Chúa Trời. Nói khác hơn là tạ ơn là điều vô cùng quan trọng, mà nhất là tạ ơn đối với Đức Chúa Trời là một điều rất là phải lẽ của Chúa dựng nên chúng ta, Chúa cứu chuộc chúng ta và Chúa chăm sóc chúng ta. Rồi tạ ơn đem đến phước hạnh của chúng ta là giữ đức tin của đồng Chúa, nó như là thủng thiêm để chúng ta chống đỡ khi chúng ta gặp những cái thử thách trong đời sống. Và tạ ơn là một hình thức bày tỏ đức tin cao đỉnh nhất khi chúng ta dâng lên lời cảm tạ gặp một hoàn cảnh nào. Chúng ta muốn nói với Chúa rằng chúng ta đầu phục Chúa, chúng ta tin cậy sự khôn ngoan của Chúa. Và khi chúng ta nói lời tạ ơn có nghĩa là đức tin tuyệt điểm. Lúc đó chúng ta được Chúa đáp lời cầu nguyện là quyền năng sẽ đến với chúng ta. Cho nên câu Kinh Thánh ở trong Tê-sa-lô-ni-cê nhất đoạn 5 câu 18 cho rằng phàm làm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa với ý muốn của Chúa Trời trong Chúa Jesus Christ đối với anh em là như vậy. Và đó là mấy điều mà tôi cũng muốn chia sẻ với quý vị. Amen. Dạ, lòng biết ơn và sự tạ ơn là một cái thước đo lòng tin cậy nữa mục sư. Cái câu mà cứ trong hoàn cảnh nào cũng tạ ơn được, cái điều đó là cái đời sống sâu nhiệm lắm mới thực hiện được. Chúng ta thì khi bão tố thì dễ lầm bầm, khó có cảm ơn Chúa lắm. Và Giang nhớ có một cái bài viết là lời tạ ơn ngập ngừng. Tác giả viết là khi mà người em gái mất đó, thì cô khó, rất là khó tạ ơn Chúa. Cũng biết là phải tạ ơn, nhưng mà viết rất hay, lời tạ ơn ngập ngừng. Và con người chúng ta có những lúc như vậy, và xin Chúa giúp cho chúng ta lúc nào cũng tạ ơn dù trong giông bão, vì biết là có Chúa giữ gìn, Chúa đang bảo vệ chúng ta. Dạ, cảm ơn Chúa, cảm ơn mục sư. Bây giờ chúng ta sẽ qua bài thứ 10 nghe mục sư. Matthew qua Tân Ước, Matthew đoạn 5 đến đoạn 6. Có, đây là những cái lời dạy của chính Chúa Giê-xu, rất là nhiều lời dạy quý báu, nhưng mà trong thời gian rất là hạn hẹp của chương trình thì chúng ta cũng chỉ chọn ra một vài ý để hỏi, để cùng suy gẫm với nhau thôi. Thứ nhất là trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 32, lý do chính đáng, Chúa nói là lý do chính đáng để ly hôn, ly dị là ngoại tình. Hình như là chỉ có một lý do đó mà thôi. Kỳ Giang xin đọc: nếu người nào để vợ mà không phải vì cớ ngoại tình thì người ấy làm cho vợ mình ra người tà dâm, vân vân. Thì hình như là Chúa nêu ra một lý do duy nhất được phép ly hôn thôi mục sư, đó là người kia phạm tội ngoại tình. Thưa mục sư, vì sao như vậy và làm sao để con dân Chúa tránh được việc ly dị này mục sư? Cái lý do chính đáng cho việc cái gì là ngoại tình, câu hỏi là vì sao. Cái câu hỏi này thì nó đưa chúng ta đến cái ý tưởng là tầm quan trọng của hôn nhân, hay là ý tưởng rằng ngoại tình là một tội trọng. Chúng ta cần biết Kinh Thánh dạy về hôn nhân. Hôn nhân thứ nhất là do Chúa Trời thiết lập. Ma-thi-ơ đoạn 19 câu 6 cho rằng thế thì vợ chồng không phải là hai nữa nhưng một thịt mà thôi. Vậy loài người không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp. Có điều thứ nhì, hôn nhân là sự liên kết mầu nhiệm. Kinh Thánh Chúa Giê-xu dạy rằng hai người không phải là hai nhưng là một thịt. Và sự mầu nhiệm của hôn nhân được mô tả như là Đấng Christ và Hội Thánh. Ê-rô đoạn 3 câu 31-32 cho rằng vậy nên người đàn ông phải lìa cha mẹ và dính díu với vợ mình. Hai người cũng nên một thịt. Sự mầu nhiệm ấy là lớn. Tôi nói về Đấng Christ và Hội Thánh vậy. Nghĩa là không có mối tương giao nào trong đời cao quý và khăng khít như là hôn nhân. Cái điều thứ ba đó là hôn nhân có mục tiêu. Ma-la-chi đoạn 2 câu 15-16 phần A chép rằng vả hơi sống của Chúa Trời giàu có dư dật chỉ làm nên một người mà thôi. Nhưng vì sao chỉ làm ra một người? Ấy là vì tìm một dòng dõi thánh. Vậy các ngươi khác cẩn thận trong tâm thần mình, chớ đại cách phỉnh dối với vợ mình lấy lúc tuổi trẻ. Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel có phán rằng ta ghét người nào bỏ vợ. Nghĩa là hôn nhân có một mục tiêu. Hôn nhân ảnh hưởng tới cả dòng dõi và hậu duệ. Xuống đây tới ký đoạn 20 câu 5 phần B câu 6 cho rằng thế ai ghét ta sẽ dâng tội thủ phụ phạt lại con cháu đến 3-4 đời và sẽ làm ơn đến ngàn đời cho những kẻ yêu mến ta và giữ các điều răn ta. Điều 103 câu 17 cho rằng xong sự nhân từ Đức Giê-hô-va hằng có đời đời
cho những người kính sợ Ngài và sự công bình Ngài dành cho các việc của họ, tức là cho người nào giữ giao ước Ngài và nhớ lại các gì mỗi ngày đã làm theo. Cho nên là Chúa ghét người nào bỏ vợ, bởi vì hôn nhân có một mục tiêu mà nó ảnh hưởng không phải cho người đó và cho cả hậu duệ và dòng dõi. Vì vậy cho nên là ngoại tình đó là phá vỡ ý định mục tiêu của Chúa Trời, là phá vỡ sự mầu nhiệm lớn trong mối tương giao được mô tả như Đấng Christ và Hội Thánh. Vậy là không những hai người đau khổ mà cả hậu duệ con cháu về sau cũng đau khổ. Rồi cái điều thứ tư nói về về cái tội ngoại tình thì Kinh Thánh cho biết nó là một tội nặng hơn cái tội khác. Tôi nhất đoạn 6 câu 18 chép rằng hãy tránh sự dâm dục. Mặc dù người ta phạm tội gì, tội ấy còn là ngoài thân thể, nhưng kẻ buông mình vào sự dâm dục thì phạm đến chính thân thể mình. Ở trong Cựu Ước thì thờ hình tượng được mô tả là ngoại tình thuộc linh. Đó là thứ tội mà Chúa Trời phán rằng Ngài sẽ ly dị họ. Ở trong Ê-sai 50 câu 1 chép rằng Đức Giê-hô phán như vậy: chớ nào tờ để mà ta tự để mẹ các ngươi ra ở đâu. Giê-rê-mi đoạn 3 câu 8 câu 9 chép rằng dầu ta đã bỏ Israel của nghịch vì đã và đã cho nó tờ để vì cớ nó ngoại tình, ta cũng còn thấy em gái quỷ quyệt nó là Juda chẳng sợ sự chi, nhưng nó cũng cứ đi hành dâm vì nó khinh sự dâm loạn mình, thì làm ô uế đất này hành dâm với đá và gỗ. Nghe Đức Chúa Trời Ngài cũng coi cái việc đó là đúng ghét, và Đức Chúa Trời ly dị họ khi mà họ phạm tội ngoại tình thuộc linh. Cho nên chúng ta có một điều chúng ta cũng cần phải hiểu thế này: ngoại tình là cho phép được ly dị chứ không phải là bắt buộc ly dị. Mình phải hiểu đó, ngoại tình thì cho phép được ly dị, được phép ly dị chứ không phải là bắt buộc ly dị. Chúa Giêsu nói trong Ma-thi-ơ đoạn 19 câu 8 nói rằng Ngài phán rằng vì cớ lòng các ngươi cứng cỏi nên Môi-se cho phép để vợ, nhưng lúc ban đầu không có như vậy. Thành ra ly dị dưới bất cứ hình thức nào đều là sai với ý muốn ban đầu của Đức Chúa Trời. Điều luật của Môi-se là không truyền lệnh vô ly dị nhưng mà cho phép, lý do là vì có lòng họ cứng cỏi, nghĩa là một sự nhượng bộ bất đắc dĩ để đối phó với một tình trạng tội lỗi của con người. À, chúng ta là người tin Chúa thì chúng ta dù được phép ly dị nếu có trường hợp ngoại tình, nhưng mà với tấm lòng mềm mại được Chúa biến đổi không cứng cỏi như Israel thì chúng ta nên tha thứ. Và tôi cũng chứng kiến có vô số gia đình dù được phép ly dị mà đã tha thứ và hôn nhân được hạnh phúc, được phục hồi tốt đẹp. Còn câu hỏi mà làm sao mà con dân Chúa thánh ly dị thì có một số gợi ý cho chúng ta. Cái thứ nhất là chúng ta phải nhận thức tầm quan trọng và ý nghĩa của hôn nhân, không những là đối với chúng ta, đối với Chúa nữa, vì Chúa ghét người nào bỏ vợ. Chúa ghét thì chắc chắn là không may mắn rồi. Điều thứ nhì là kính sợ Chúa. Ê-phê-sô đoạn 5 câu 21 chép rằng hãy kính sợ Đấng Christ mà vâng phục nhau. Châm ngôn đoạn 16 câu 6 chép rằng bởi sự kính sợ Đức Giê-hô-va người ta xây bỏ điều ác. Cái điều thứ ba là yêu thương và kính trọng nhau. Ê-phê-sô đoạn 5 câu 33 chép rằng thế thì mỗi người trong anh em phải yêu vợ mình như mình, còn vợ thì phải kính chồng. Điều thứ tư là phải cẩn thận trong tấm lòng. Ma-la-di đoạn 2 câu 15 chép rằng vậy các ngươi khá cẩn thận trong tâm thần mình, chớ đại cách phịch dối vợ mình lấy lúc tuổi trẻ. Điều thứ năm là phải tránh xa cám dỗ, bởi vì cám dỗ tình cảm được mô tả giống như lửa gần xăng, xăng gần lửa. Trong ngôn đoạn 6 câu 27-28 chép rằng há có người nào để lửa mà áo người lại chẳng bị cháy sao? Há có ai đi đêm hang lửa hực mà chân mình lại chẳng bị phòng chăng? À, có một mục sư thì ông là thuật lại rằng ông từ chối tiếp xúc riêng với một phụ nữ, thì cô này bị tự ái và cô nói rằng mục sư đánh giá tôi thấp như vậy sao? Ông nói rằng là không phải tôi sợ cho cô mà tôi sợ cho tôi. Có nghĩa là mình phải rất là cẩn thận, tránh xa, không để nó tới gần, bởi vì nó như là săn chọc lửa hay lửa gặp nhau. Điều thứ sáu đó là thành thật và tha thứ cho nhau. Bởi vì chúng ta là những người tội lỗi bất toàn, cho nên hôn nhân là một sự điều chỉnh suốt đời, không phải toàn hảo, là một sự điều chỉnh với nhau suốt đời trong cuộc sống hôn nhân. Thành ra là đây là cái điều mà chúng ta cần nhớ. Tất cả những điều này thì phải được cầu nguyện và được áp dụng thường xuyên cho mình, chứ không phải chỉ hiểu mà thôi. Nếu mình muốn đắc thắng được cái điều đó, chúng ta phải nhớ những cái nguyên tắc căn bản này để mình áp dụng và cầu nguyện mỗi một ngày. Đó là điều mà tôi muốn trả lời với lại quý vị như thế. Dạ, tôi cảm ơn mục sư. Trước giờ thì Kỳ Gia nghe lửa gần rơm chứ không có nghe lửa gần xăng. Lửa gần xăng thì dạ, xăng lửa gần xăng thì càng nguy hiểm hơn lửa gần rơm. Dạ, thì phải cảnh tỉnh rất nhiều. Dạ, cảm ơn mục sư.
Thật sự ra các nhà thờ đã gian thấy đó, mặc dù là chúng ta khuyên là không được ly dị, nhưng mà khi mà anh chị em đã vào cái hoàn cảnh bị ly hôn rồi đó, thì mẹ đơn thân, người cha đơn thân, thì Giang thấy nhà thờ cũng dang vòng tay rất là yêu thương, chăm sóc nâng đỡ tinh thần lắm, chứ không có trách móc và xa lánh. Cũng có nhiều nhà thờ có những chương trình để giúp đỡ cho những người mẹ đơn thân hay là những người đã gãy gánh đó mục sư. Giang thấy cũng cảm động lắm. Dạ đúng rồi. Cảm ơn Chúa, trong Chúa chúng ta có tình yêu thương thật là ấm áp, cho dù là anh chị em gặp hoàn cảnh nào cũng cũng được sưởi ấm từ nhà của Chúa. Cảm ơn Chúa. Dạ thưa mục sư, câu thứ hai, xin mục sư phân tích lời dạy của Chúa trong Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 3: khi bố thí đừng cho tay tả biết tay hữu làm việc gì. Câu đó có nghĩa gì mục sư? Tay hữu và tay tả cũng là của mình thôi, thì mình tay tả làm thì tay hữu biết rồi, làm sao để thực hiện điều dạy rất là cao sâu của Chúa mục sư trong việc bố thí? Ở đây mình nói về bố thí thì có lẽ câu hỏi đầu tiên mà chúng ta nên hỏi là tôi có bố thí không? Rồi câu hỏi kế tiếp mới là làm thế nào là đúng. Cái câu gọi là đừng cho tay tả biết tay hữu đó là một câu cách ngôn của người Do Thái, có ý nghĩa là kín đáo, không có phô trương, hay là không có coi rằng việc làm của mình là đáng ghi nhận. Nghĩa là làm việc nghĩa là việc tự nhiên và bình thường phải làm, ta không có cái chuyện gì là phô trương hay là để cho người ta ghi nhận. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 25 câu 37 38 á, thì Kinh Thánh rằng lúc ấy người công bình sẽ thưa rằng: lạy Chúa, khi nào chúng tôi đã thấy Chúa đói mà cho ăn, hoặc khát mà cho uống? Lại khi nào chúng tôi đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước, hoặc tần tùy mà mặc cho? Nói tóm lại là khi mà Chúa nói rằng họ làm cái việc đó cho Chúa, khi họ làm cho người khác thì họ rất là ngạc nhiên, nghĩa là họ không nhớ họ làm việc đó cho ai và làm khi nào nữa. Có lẽ họ rất ngạc nhiên và dường như hỏi là như vậy sao. Thành ra là chúng ta gọi là không cho được cái hữu, có nghĩa là không cần người khác công nhận. Người ta biết ơn hay là không biết ơn thì cũng không quan trọng. Ở đây thì không phải có nghĩa là giấu đâu, vì Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 16 chắc rằng sự sáng các ngươi soi trước mặt người ta như vậy, rằng họ thấy việc lành của các ngươi và người trên ca, các ngươi trên trời. Thành ra ở đây không phải là giấu. Thành ra mình thấy hai câu, một mặt là nói rằng rằng cho họ thấy việc lành của các ngươi soi trước mặt người ta. Còn Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 1 chắc rằng hãy giữ đừng làm sự của mình trước mặt người ta cho họ được thấy. Thì ở đây không phải nói vấn đề giấu giếm, mà nói vấn đề là động cơ và mục đích mình làm việc đó. Nếu mình đọc Kinh Thánh mình hiểu cái câu ba giai đoạn 5 câu 16 đó là việc mình phô bày trước mặt người ta đó, là nói cho cái đối tượng gọi là nhát sợ, không dám tỏ danh Chúa. Còn ba giai đoạn 6 câu 1 đó, thì nói rằng đừng làm sự mình trước mặt người ta, là cái đối tượng là dành cho những người giả hình, những người kiêu ngạo. Đó, thành ra mình thấy rằng ở đây không có nghĩa là mình giấu không cho biết. Còn nếu nói về sự dâng hiến đó, thì Kinh Thánh dạy rằng mình phải dâng hiến có ý thức và có chuẩn bị đàng hoàng, chứ không phải là mình nói là tay hữu không cho tất cả biết tay hảo mà người biết, thì mình có làm một cách gọi là vô ý thức. Côn Tu Nhất đoạn 16 câu 2 chép rằng cứ ngày đầu tuần lễ mỗi một người trong anh em khá tùy sức mình chắc lót được bao nhiêu thì để dành tại nhà mình, hầu cho khỏi đợi khi tôi đến rồi mới góp. Có nghĩa là họ có chuẩn bị dân hiến, có chuẩn bị hiểu biết, mình biết mình dân bao nhiêu nữa chuẩn bị. Còn cái giúp cho nhu cầu của người khác thì có thể bất cứ lúc nào có cơ hội chúng ta đều có thể làm. Rồi cái câu hỏi mà mình hỏi và làm xong thực hiện được á, thì có một điều chúng ta cần nhớ là việc lành của người tin Chúa đó, nó khác với việc lành của cái người tu hành, của người làm lành mà ngoài Chúa. Việc làm của người tin Chúa là nó phát sinh từ sự sống của Chúa, chứ không phải là do tu hành. Kinh Thánh mô tả trong Gala-ti đoạn 5 câu 22 gọi là bông trái của Thánh Linh, nghĩa là nó là cái kết quả do sự tương giao với Chúa mà nó thành ra sự sống đó. Ở trong Ê-rô đoạn 2 câu 10 dạy rằng chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Jesus Christ để làm việc lành mà Đức Chúa đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Chúa cứu chúng ta để làm việc lành. Rồi tiếp đoạn 2 câu 14 chắc rằng là đấng liều mình vì chúng ta để chuộc chúng ta khỏi mọi tội và làm cho sạch, đặng lấy chúng ta khỏi mọi tội và làm một dân thuộc riêng về Ngài, là dân có lòng sốt sắng về các việc lành. Có nghĩa là khi chúng ta tương giao với Chúa đó, thì sự sống của Chúa giúp chúng ta làm việc lành là một cái bản năng, là một nếp sống tự nhiên của chúng ta. Vừa Chúa cứu chúng ta, Ngài sắm việc lành chúng ta và chúng ta có năng lực của chúng ta làm việc đó. Cái điều thứ nhì là chúng ta phải
quyết định mình chọn phần thưởng của Chúa đời đời hay là nơi con người tạm bợ. Thì Chúa Giêsu nói rằng là bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi. Xong ngươi bố thí đừng cho đại tín hữu là vì gì? Hầu cho sự bố thí được tín nhiệm và cha ngươi là đấng thấy được tín nhiệm sẽ thưởng cho ngươi. Thành ra chúng ta làm việc này mình phải biết rằng làm á là chúng ta mong được sự ban thưởng của Chúa đời đời chứ không phải là mong sự khen thưởng tạm thưởng con người. Rồi cái điều kế tiếp là chúng ta làm việc này có ích lợi cho chúng ta. Philip đoạn 4 câu 17 trong bản dịch 2011 nói rằng không phải tôi tìm kiếm quà tặng, nhưng tôi tìm kiếm kết quả đã gia tăng trong phần phước của anh em. Tôi nghe ông Phaolô ông nói về cái chuyện hội thánh Philip giúp ông trong cái vấn đề truyền giáo, họ gửi quà cáp tiền bạc để mà giúp nhu cầu của ông đó. Ông nói rằng không phải tôi tìm kiếm quà tặng mà tìm kiếm kết quả đã gia tăng vào phần phước của anh em. Nghĩa là ông biết rằng khi mà họ làm điều đó là họ sẽ được phước. Châm ngôn 11:25 chắc rằng lòng rộng rãi được no nê còn ai nhường ngồi, chính người sẽ được nhường ngồi. Rồi chúng ta làm việc này để mà có thể làm được, chúng ta làm với lòng biết ơn Chúa. Ôn Tô thứ nhì đoạn 8 câu 5 phần B chắc rằng vì trước hết đã dâng chính mình cho Chúa và sau lại cho chúng tôi theo ý muốn của Chúa Trời. Ôn Tô thứ nhì đoạn 8 câu 9 chắc rằng vì anh em biết ơn Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, Ngài vốn giàu vì anh em mà trở nên nghèo, hầu cho bởi sự nghèo của Ngài anh em được nên giàu. Ma-thi-ơ đoạn 10 câu 8 phần B chắc rằng các ngươi đã được lãnh không thì hãy cho không. Nó tóm lại là biết ơn Chúa. Trước hết là dâng mình cho Chúa, dâng cái việc là dâng cho Chúa, rồi sau đó mới là tới tay của người khác mới có ý nghĩa. Thì dâng đó với lòng biết ơn Chúa, các ngươi được lãnh không thì phải cho không. Rồi cái điều kế tiếp mình nhận thức là mọi sự mình có là của Chúa. Khi mình nghĩ như vậy thì mình cũng dễ bố thí, mình làm mà một cách tốt đẹp. Sự ký thứ nhất đoạn 29 câu 14 B chép rằng vì mọi vật đều do nơi Chúa mà đến, và những vật chúng tôi để dâng cho Chúa chẳng qua là đã thuộc về Chúa. Dạ, dạ, cảm ơn mục sư. Dạ, tất cả đều là của Chúa. Khi mình làm lành là mình đem cái điều Chúa ban cho mình để chia cho anh em mình, hả mục sư? Nhưng mà cũng không phô trương, không cần ai biết. Và chọn cái phần thưởng là nơi Chúa, chứ không có chọn cái phần thưởng là sự tán thưởng của người đời. Dạ, cảm ơn Chúa. Dạ, thưa mục sư, qua hai bài học trên thì xin mục sư chọn một câu kinh thánh nào đáng chú ý nhất trong hai bài học này để chia sẻ phần thuộc linh như là một kết luận ngắn cho buổi học hôm nay. Cảm ơn mục sư. Tôi thì muốn gửi đến chúng ta một câu kinh thánh chép trong Thi Thiên 103 câu 1 câu 2. Hỡi linh hồn ta khá ngợi khen Đức Giê-hô-va, mọi điều gì ở trong ta hãy ca tụng danh thánh của Ngài. Hỡi linh hồn ta hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, chớ quên các ân huệ của Ngài. Câu kinh thánh này dạy chúng ta ca ngợi Chúa, biết ơn Chúa sẽ giúp chúng ta sẽ thực hiện được cái điều đã học. Chúng ta biết ơn tạo hóa của Chúa, biết ơn cứu rỗi của Chúa, biết ơn chăm sóc của Chúa. Và chúng ta biết rằng không ai hướng dẫn ta tốt hơn bằng đấng dựng được chúng ta. Và không ai cứu ta khỏi tội, ban sự cứu rỗi chúng ta ngoài Chúa. Cũng không ai chăm sóc chúng ta như Chúa, vì Ngài toàn năng, toàn tri, toàn tài yêu thương. Ngài bỏ mạng sống vì chúng ta. Câu Kinh Thánh này nói rằng mọi điều gì ở trong ta, có nghĩa là không có cái gì của chúng ta không do Chúa. Khi chúng ta biết ơn đấng tạo hóa, biết ơn đấng cứu chuộc, biết ơn đấng chăm sóc, chúng ta sẽ tin Chúa. Chứng tin Chúa là một điều hợp lý và tự nhiên. Và do nên tôi kêu gọi quý thân hữu là đặt niềm tin vào Chúa tạo hóa, Chúa cứu chuộc và Chúa chăm sóc. Chúng ta sẽ có kinh nghiệm được một cuộc đời mới trong đời này và sống đời đời với Chúa trong đời sau. Và khi chúng ta biết ơn Chúa như vậy cũng giúp chúng ta dâng cuộc đời để sống cho Chúa. Vì lòng biết ơn Chúa thì giúp chúng ta sẽ đối xử tốt với những người xung quanh của chúng ta nữa. Dạ, cho nên là có nhiều bài học, nhưng mà có lẽ là bài học mà tạ ơn là cái điều rất là quan trọng để giúp chúng ta sống được hay thực hiện được những điều mà mình đã học ở trên. Dạ, amen, cảm ơn Chúa. Dạ, thay mặt cho Sống Đạo và anh em lắng nghe chương trình Thánh Kinh Giải Đáp, rất cảm ơn mục sư. Thì giờ của mục sư, xin Chúa ban phước lại trên thiên chức của mục sư thật nhiều. Cảm ơn mục sư.